tôi bị cái bệnh trí từ 3 đến 4 năm nay rồi. Tôi cũng đi khám ở nhiều nơi để chẩn đoán thì bệnh trí độ 3. Đều biết các bác sĩ chỉ định đi cắt, và tôi đã cắt một lần rồi nhưng mà tôi thấy rất là đau lắm. Sau đó tôi nó khỏi được một thời gian, rồi lại bị tái phát. Lần này tôi thấy sợ, đau nên không dám đi cắt nữa. Tôi đi tìm hiểu để được biết cái trung tâm thuốc dân tộc có bài thuốc về chữa bệnh trí của người H'mông. Theo thuốc ở đây được 2 tháng thế đỡ hẳn, cải thiện nên không còn khó khăn như trước nữa, mà bệnh trí thì cũng có giúp hẳn lại. Hôm nay thì tôi đến lấy thêm mấy thằng thuốc nữa để uống cho nó khỏe hẳn. Tôi bị bệnh trĩ từ thời gian mang bầu. Tôi đã đi khám ở bệnh viện Bạch Mai nhưng bác sĩ có cái đơn thuốc gồm thuốc Navalon và Procolon. Tôi đã sử dụng nhưng không thấy hiệu quả. Sau tôi sử dụng các loại thực phẩm chức năng đang được quảng cáo trên TV một thời gian dài nhưng tôi chỉ thấy đại tiện dễ dàng hơn, chứ bôi trĩ thì không co lại và thỉnh thoảng đại tiện vẫn ra máu. Được một chị công ty giới thiệu, tôi vì đã chữa khỏi ở đây rồi nên hôm nay tôi đến khám và lấy thuốc về điều trị.